Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thời kỳ thanh trừng nhóm tạo phản giữa Tập và Tổng liên lạc với nhau liên tục. Phát hiện ra nhóm tạo phản là công lớn của Hoa Nam tỉnh Báo Cục, và một phần trong đó ông Trọng giao cho đơn vị bạn xử lý, dẫn đến kết quả thảm khốc. Đây là cách xử lý rất thẳng tay, mục đích của phương Bắc là nhắn nhủ với những người bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam rằng họ đã thọc tay rất sâu vào nội bộ của Đảng, và chính họ làm chủ cuộc chơi, chứ không phải là Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng, tức là Tổng cục 2. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, quan chức Việt Nam bị chết bất thường rất nhiều. Điều đó cho thấy Việt Nam đang bị siết chặt vào vòng tay của ông bạn vàng phương Bắc. Đỉnh điểm là trước và sau Đại hội 12 của Trung Quốc mới can thiệp sâu, dòng Trọng muốn củng cố quyền lực trong đảng của mình. Sau khi tiết lộ về việc gián điệp Trung Quốc cài cắm, ông Trương Giang Long bị cho về hưu non. Hồi tháng 3 năm 2017, trên mạng xã hội xuất hiện một video clip dài gần 30 phút, ghi lại lời phát biểu rất mạnh mẽ của Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Bối cảnh phát biểu là vào tháng 10 năm 2016, sau khi ông Nguyễn Phú Trọng phát hiện ra nhóm tạo phản nhờ tình báo Trung Quốc. Trong clip đấy, ông Trương Giang Long nói rằng: "Chúng tôi nói với các đồng chí là bọn xấu nó cài cắm, nó móc ngoặc, nó lôi kéo. Hồi xưa chỉ một vài người đã là nguy hiểm rồi, đã chết rồi. Bây giờ tôi thông báo với các đồng chí là nó đã có con số lên đến hàng trăm, mà hàng trăm không chỉ là con số dừng lại ở hàng trăm, mà trăm này có thể cộng với trăm kia nữa, chứ không phải là trăm. Báo cho các đồng chí biết. Mà nếu chúng ta không phát hiện, không nghiêm trị, thì xin thưa với các đồng chí rằng đầu năm trong tổng kết hội nghị bảo vệ an ninh quốc gia thì cán bộ chủ chốt của chúng tôi được nghe đồng chí lãnh đạo cấp cao của ngành thông báo là chúng ta đang theo dõi, đang nắm bắt rất chắc, rất chặt chẽ những diễn biến của các phần tử cơ hội chính trị mà có mưu toan là móc ngoặc cấu kết với bên ngoài để lật đổ, chống lại chế độ của chúng ta. Những bộ máy ấy làm người nổ cho các cuộc bạo loạn, cho các điểm nóng chính trị mà chúng ta, thưa các đồng chí, không thể xem thường và coi nhẹ." Trong giai đoạn thanh trừng nhóm tạo phản, ông Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình liên tục cử phái viên trao đổi tình hình. Sau khi clip này phát tán thì ông tướng Trương Giang Long bị cho về hưu non. Vào năm 2017, lời ông Trương Giang Long là thật. Ông Trương Giang Long không nói ở cấp bộ chính trị và thậm chí trong tứ trụ. Ông Long chỉ nói đến những tổ chức cơ sở. Tuy nhiên, lời nói này cũng có thể làm cho chính ông Trọng cảm thấy nhột, nên ông Trương Giang Long đã buộc phải về hưu. Và từ đó cho đến nay, không một tướng tá nào dám hé răng về câu chuyện này. Giờ đây, những người bên trong chỉ có thể bí mật tìm thông tin ra ngoài và tuồn ra những tờ báo tự do lên tiếng thay cho họ mà thôi. Chiến thắng của Nguyễn Phú Trọng trước nhóm tạo phản phải trả giá bằng hết sức nặng nề của đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam bị thế lực bên ngoài can thiệp sâu và điều khiển rất mạnh. Được biết, trong giai đoạn từ Đại hội 12 đầu năm 2016 đến lúc hạ hoàn toàn nhóm tạo phản, thì giữa hai bên có 4 lần trao đổi. Cụ thể, lần thứ nhất vào ngày 29 tháng 1 năm 2016, ông Tập Cận Bình cử phái viên sang gặp Nguyễn Phú Trọng. Lần thứ nhì vào ngày 29 tháng 2 năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng cử phái viên sang gặp Tập Cận Bình. Lần thứ ba vào ngày 30 tháng 10 năm 2017, ông Tập Cận Bình cử phái viên sang gặp Nguyễn Phú Trọng. Và lần thứ tư vào ngày 1 tháng 11 năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng cử phái viên sang Trung Quốc. Thời ông Trọng làm là thời phương Bắc thọc tay vào Đảng Cộng sản Việt Nam sâu nhất. Sau khi ông Nguyễn Phú Trọng làm cỏ xong, sự trao đổi phái viên cũng không cần thiết nữa, bởi trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay chưa nổi lên được nhóm tạo phản nào khác. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng từ bỏ quyền lực thì chắc chắn rằng sự phụ thuộc sâu vào Trung Quốc vẫn còn đó, không thoát ra được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thời kỳ thanh trừng nhóm tạo phản giữa Tập và Tổng liên lạc nhau liên tục.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nhóm tạo phản thất thế vì tình báo phương Bắc. Tổng Trọng ra tay thanh trừng. Để chuẩn bị cho đại hội lần thứ 12 của Đảng thì trước đó cả năm, các bên đã chạy đua để lôi kéo phe cánh cho trận quyết chiến vào đầu tháng đầu tiên của năm 2016. Hầu hết các nhóm đều vận động trong nước, chỉ riêng ông Trọng có nước cờ táo bạo, đó là ông sang Bắc Kinh gặp ông Tập Cận Bình trước 8 tháng. Chỉ cần một lần cuộc gặp gỡ này thì lần lượt các nhân vật có tham vọng đều bị thất thế, trong đó có Trần Đại Quang và Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Tấn Dũng thì mất quyền lực, còn Trần Đại Quang thì còn chức vụ, nhưng lại bị đưa vào ghế không có mấy thực quyền. Đại hội Đảng lần thứ 12 diễn ra đầu năm 2016, ngay sau ngày bế mạc, đặc phái viên của Tập Cận Bình, ông Tống Đào đã sang gặp Nguyễn Phú Trọng. Cuộc gặp này được phía cung cấp tin cho chúng tôi cho biết là để bàn về việc để cơ quan tình báo Trung Quốc, tức Cục Tình báo Hoa Nam, nhúng tay vào, hỗ trợ. Có lẽ lúc này ông Nguyễn Phú Trọng đã ngửi thấy mùi tạo phản. Trần Đại Quang bị Nguyễn Phú Trọng giao cho tập xử lý, dẫn đến cái kết thê thảm của ông Quang sau đó. Sau đại hội lần thứ 12 không lâu, phía Trung Quốc phát hiện nhóm liên minh Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh và Đinh La Thăng bắt tay nhau muốn loại ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự việc bại lộ vào khoảng đầu tháng 7 năm 2016, tức khoảng 6 tháng sau đại hội lần thứ 12. Thế là chiến dịch thanh trừng bắt đầu. Người mong Trọng nhắm vào đầu tiên chính là Đinh La Thăng, bởi Đinh La Thăng đang ở tận thành phố Hồ Chí Minh, rất xa mặt trời, là cánh tay mặt của ông Nguyễn Tấn Dũng, đồng thời ông là vua một cõi của thành phố lớn nhất đất nước. Nếu để ông Thăng có đủ thời gian thì ông này có thể làm loạn thật. Nhân vật thứ nhì là Trần Đại Quang, người đang nắm chức chủ tịch nước, hữu danh vô thực. Tuy nhiên, ông Quang còn nhiều đàn em được cài lại tại Bộ Công an, nên cũng là nhân vật nguy hiểm. Người cuối cùng là ông Đinh Thế Huynh, thường trực ban bí thư, là người sát cánh bên ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng không lo nhiều với Đinh Thế Huynh vì ban bí thư được ông Trọng kiểm soát hoàn toàn. Đinh La Thăng do chính ông Trọng xử lý nên bị tù. Việc bị bại lộ, ông Trọng cho đánh vào Đinh La Thăng. Để đánh được Đinh La Thăng thì phải bắt được Trịnh Xuân Thanh, một thuộc cấp của ông Thăng dưới thời làm Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Vào cuối tháng 7 năm 2016, báo chí đồng loạt lên tiếng về vụ chiếc xe biển số xanh hiệu Lexus EX570 mà ông Trịnh Xuân Thanh sử dụng là trái quy định. Từ một lỗi rất nhỏ nhưng bị báo chí đồng loạt tấn công, cảm thấy việc chẳng lành, Trịnh Xuân Thanh bỏ chức chủ tịch Hậu Giang, tìm đường chuồn ra nước ngoài. Khi vụ việc bị lộ thì cả ba nhân vật chính là Trần Đại Quang, Đinh La Thăng, Đinh Thế Huynh đều bị giám sát nhất cử nhất động bởi Tình báo Hoa Nam và cả Công an Việt Nam cùng phối hợp. Dù đang tại chức nhưng ba người này không thể đánh bài chuồn như Trịnh Xuân Thanh, mà chỉ có thể ngồi đấy đợi đến ngày phán quyết. Việc phải triệt hạ nhóm tạo phản là chắc chắn, nhưng không thể dùng lý do phản cách mạng, bởi Đảng Cộng sản Việt Nam không muốn tỏ ra cho người dân thấy là bên trong của họ mục nát và có nhóm tạo phản âm mưu đảo chính ngầm. Cho nên, để hạ Đinh La Thăng, ông Trọng phải mượn một vụ án tham nhũng mà đánh, với việc kết tội ông theo trách nhiệm của người đứng đầu và cố ý làm trái. Cách làm này tương tự như ông Tập Cận Bình từng thực hiện bên Trung Quốc. Lẽ ra ông Trọng hạ Đinh La Thăng rất nhanh, nhưng vì Trịnh Xuân Thanh trốn chạy nên vụ án kéo dài và rất ồn ào. Ông Đinh Thế Huynh được xử nhẹ nhất, được ưu tiên ở tù tại gia. Đối với ông Trần Đại Quang thì ông Trọng nhờ Cục Tình báo Hoa Nam ra tay. Nhân dịp diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường tại Trung Quốc diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 5 năm 2017, Tập Cận Bình mời Trần Đại Quang sang thăm Trung Quốc. Đây là chuyến đi định mệnh của ông Quang. Trần Đại Quang sau khi về nước thì phát hiện bị nhiễm virus lạ.
và sau thời gian dài chữa trị tại Nhật, ông Quang chút hơi thở cuối cùng vào ngày 21 tháng 9 năm 2018. Còn ông Đinh Thế Huynh thì sau một thời gian bị giam lỏng ở ghế thường trực Ban Bí thư, đến ngày 2 tháng 3 năm 2018, ông Trọng lấy luôn chức thường trực Ban Bí thư giao cho Trần Quốc Vượng. Ông Đinh Thế Huynh hiện nay được chế độ bảo vệ rất cao. Người cung cấp tin cho Thời báo.de cho biết Đinh Thế Huynh đang ở tù tại gia. Ông Đinh Thế Huynh vẫn là người bị ông Trọng xử lý nhẹ nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp với bản tin Nhóm tạo phản thất thế về tình báo phương Bắc, Tổng Trọng ra tay thành chừng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de